Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với gian bếp của Club Cuisine. Cùng tôi là đầu bếp Cẩm Thiên Long. Như các bạn biết là gỏi luôn là một trong những món rất là được ưa thích. Đặc biệt là gỏi có thể áp dụng được vào rất là nhiều các trường hợp khác nhau. Ví dụ như là chúng ta có thể là sử dụng gỏi vào các buổi tiệc. Gỏi cũng có thể là một món mà ăn chơi, một món ăn để mà chúng ta khai vị. Và quan trọng hơn hết, chúng ta có thể kết hợp được với lại tất cả các loại nguyên liệu. Ví dụ như là từ hải sản, các loại thịt. Và món ăn ngày hôm nay mà Long muốn mang tới cho chúng ta đó chính là món gỏi cá lóc trộn với lại xoài xanh, ăn kèm với lại rong nho và sốt đường thốt nốt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến những nguyên liệu để thực hiện món ăn này. Đầu tiên, các nguyên liệu mà chúng ta có là cá lóc, phi lê, xoài xanh, các loại rau thơm. Ở đây là Long có sử dụng là rau húng nè, rau răm, ngò gai, dưa leo, gừng, rong nho, đường thốt nốt, đậu phộng, hành phi và tỏi phi, nước mắm. Sẽ ăn kèm chung với lại một ít rau má. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những bước sơ chế đầu tiên. Tỏi thì chúng ta sẽ đập vào, sơ đi. Bạn chi, lát bỏ cối đâm cho nó dễ. Rồi, tỏi. Đối với lại gừng thì chúng ta sẽ cắt ra. Để gừng nhuyễn này một lát nữa mình sẽ cho vào trong tôm mắm. Kế đến sẽ là dưa leo, là sẽ cắt. Ngò gai. Rau răm, lạc lấy lá. Lạc lá rồi thì mình sẽ cắt rối nha mấy bạn. Rau húng. Rồi chúng ta sử dụng cái đầu mài này, mài xoài. Cá lóc. Rồi, ướp nha. Muối. Kế đến là tiêu. Nước mắm. Cùng với lại một ít dầu ăn. Sau đó lăn. Rồi, chúng ta sẽ ướp cá trong khoảng 10 phút. Tỏi ớt đã được giã. Tiếp theo, gừng. Gừng băm. Đường thốt nốt. Tiếp theo nước mắm. Tiếp chanh. Nấu ngoài đều ra. Ta sẽ cho vào đây. Rồi
Khi bắt đầu gần săn rồi mình cho miếng rượu gạo vô. Cùng với lại một ít gừng. Nó sẽ thử hoàn toàn mùi tanh của cá. Cho tới khi cái rượu nó rút vào trong cá, nó làm mùi thơm. Nước khô lại hoàn toàn, mặt cá hơi săn nhẹ, lấy ra để ráo. Mà chúng ta sẽ chan một ít nước mắm lên. Rồi bắt đầu là mình sẽ tách ra ha. Ta tách thịt ra. Thịt cá vừa chín tới. Bên ngoài thì hơi giòn giòn, áo nhẹ cái lớp nước mắm của chúng ta. Và các bạn nhớ là chúng ta không cần phải tách ra quá nhuyễn. Tách bên này ra. Dưa leo. Xoài. Xoài là nguyên liệu chính cho nên là xoài nó sẽ phải nhiều hơn dưa leo. Kế đến, ngò có gai, rau răm, rau húng, ớt, một ít dầu tỏi. Rau má. Rồi chúng ta sẽ để một lần ở giữa như thế này. Tiếp đến bên này một miếng luôn. Và như vậy là chúng ta đã có cái phần gỏi xoài bét ở phần chính giữa. Đó. Cái phần cá rất là ngon. Lên trên một ít đậu phộng, một ít tỏi phi, ta sẽ ăn kèm chung với lại một ít rong nho. Thật sự là Long rất có cảm tình đặc biệt đối với lại các món gỏi, tại vì là cái món gỏi lúc nào nó cũng là một cái sự kết hợp giữa các loại nguyên liệu, các loại thảo mộc, các loại rau, nó tạo lên một cái sản phẩm là đầy đủ cái màu sắc. Giống như là một cái vị gỏi này rất là nhiều màu sắc chen lẫn vào nhau, như màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Và ở đây chúng ta đang sử dụng nguyên liệu chính, đó chính là con cá lóc. Và cá lóc cũng là một trong những nguyên liệu cực kỳ dân dã các bạn. Thứ nhất là nó vừa rẻ tiền nè, lại vừa dễ tìm, và đặc biệt lại rất là bổ dưỡng cho sức khỏe, đáp ứng đúng 3 tiêu chí của chúng ta đối với lại cái ẩm thực lớp cuisine của chúng tôi. Và quan trọng hơn hết, món ăn của ngày hôm nay lại là một cái sự kết hợp mới mẻ hơn chút xíu khi mà kết hợp chung với lại cái phần rau má, nó làm cho cái món ăn này nó dậy được thêm nhiều quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ăn. Và ngon nhất của phần gỏi lúc nào cũng là cái phần mà chúng ta trộn đều lên để cho nó thấm đều hết cái phần nước mắm. Bản thân của Long là một người rất thích ăn chua, và đặc biệt là đối với lại những loại cá, những loại hải sản lúc nào Long cũng cho thêm một chút xíu chanh, cho nên là mình sẽ để thêm chút xíu chanh lên trên cái phần cá lóc. Ông cảm nhận được trong miệng của mình phần xoài á còn rất là giòn. Thời điểm này chúng ta luôn được khuyến khích là ăn những cái thực phẩm giảm béo lại.
rong nho, vị cắn vào nó nổ bụp bụp nhẹ nhẹ, vị mặn bên trong rất là tự nhiên của phần rong nho này còn sống. Và kế đến là một vết tỏi phi nè, đó, một vết tỏi phi và một chút xíu hành phi, cho chúng ta có một cái miếng cá. Đây nếu mà chúng ta để hẳn riêng đó ra ngoài thì lại có thêm được một món ăn ăn kèm với lại cơm cực kỳ hấp dẫn. Long hy vọng là qua món ăn này sẽ tiếp tục bổ sung vào trong thực đơn của các bạn những bữa ăn tại gia đình thêm phần đa dạng, và cũng như là chúng ta sẽ có thêm nhiều ý tưởng hơn để thực hiện các món dân dã, nhưng chúng ta sẽ mặc cho nó một cái màu áo mới để mà thứ nhất là nó thay đổi cái khẩu vị của mình, cái thứ hai nữa là cũng là để cho chúng ta sẽ có thêm nhiều cái trải nghiệm về ẩm thực. Còn bây giờ trước khi mà chúng ta nói lời chia tay, hẹn gặp lại các bạn vào 10:30 sáng mai, thì các bạn đừng quên là bấm chia sẻ hoặc là gợi ý với lại mọi người subscribe theo dõi kênh ẩm thực của chúng tôi. Đó cũng là một cái động lực để cho cả team của Long cùng nhau phát triển và cùng nhau xây dựng thêm kênh của chúng ta ngày càng lớn mạnh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.